Thông tin từ Bộ Xây dựng cho biết, hiện đang có 294 dự án nhà ở xã hội với 280.000 căn được triển khai tại các địa phương. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng nếu không tạo ra sự đột phá về chính sách cho cả người mua nhà và doanh nghiệp tham gia phát triển quỹ nhà ở xã hội, thì các dự án sẽ vẫn cứ xếp hàng trên giấy. Tại sao vậy? Theo dự kiến, khu đất rộng 5 hectare này phải đang là một công trình xây dựng 4.000 căn nhà ở xã hội. Thế nhưng từ tháng 3 năm 2019 đến nay, hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư của dự án vẫn đang nằm tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Phủ quy hoạch cách đây hơn 10 năm và nó đã bị lỗi thời. Và trong cái đoạn quy hoạch chúng ta đâu có chỗ nào mà chỉ định là xây dự án nhà ở xã hội. Chính vì vậy mà dự án nhà ở xã hội hiện nay tất cả xin đều không phù hợp quy hoạch, phải được chỉnh quy hoạch cục bộ. Và mỗi cái câu chuyện đều chỉnh quy hoạch cục bộ không nó kéo dài hàng 1 hay 2 năm. Chúng tôi đã phát triển được 20 năm về cái phân khúc này. Nhưng mà thủ tục chúng tôi thấy càng ngày càng khó. Nhưng mà nếu mà kéo dài mà chúng ta không ban hành được một cái quy trình, cái thủ tục riêng cho nó thì chúng tôi cũng phải xem xét lại. Thì giai đoạn đó chúng tôi sẽ tiến hành xin các dự án nhà ở thương mại, chúng tôi sẽ ngưng cái dự án nhà ở xã hội. Quả thực, điều các doanh nghiệp mệt mỏi chính là thiếu quy trình phê duyệt dự án riêng biệt cho nhà ở xã hội, không bị đánh đồng như dự án nhà ở thương mại thông thường. Nhưng giả sử vượt qua được, thách thức tiếp theo là khả năng tiếp cận các nguồn vốn cho vay thực sự ưu đãi. Hiện nay, các doanh nghiệp được vay phát triển nhà ở xã hội ở mức 8,7% theo gói 120.000 tỷ đồng. Xét sâu xa về bản chất, gói 120.000 tỷ đồng vẫn là gói cho vay thương mại. Khi doanh nghiệp đã vay theo gói này, kéo theo việc người mua nhà ở xã hội phải chịu mức lãi suất vay 8,2%. Thời gian vay trong 2 năm, sau đó sẽ tuân theo lãi suất thực tế của các ngân hàng. Tuy nhiên, chiếu theo luật nhà ở năm 2014, nếu dự án được vay bằng nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội thay vì vay ngân hàng thương mại, thì người mua nhà được hưởng nhiều lợi ích cao hơn. Cụ thể, theo quyết định số 486/2023 của Thủ tướng Chính phủ, có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 5 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, mức lãi suất của Ngân hàng Chính sách Xã hội đối với người vay chỉ là 4,8% một năm. Tổng mức vốn cho vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê mua nhà. Đặc biệt, thời hạn vay do ngân hàng và khách hàng thỏa thuận phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng, tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Đây là những điều kiện lý tưởng khích lệ quỹ nhà ở xã hội tăng lên. Vì chỉ khi người mua nhà phấn khởi và đáp ứng được khả năng trả nợ thì doanh nghiệp mới bán được hàng. Anh em bạn bè rất hy vọng vào gói vay với lãi suất 4,8% một năm của Ngân hàng Chính sách Xã hội để hỗ trợ trong việc mua nhà. Nó rất là khả thi so với cả cái khả năng trả lãi trong dài hạn và phù hợp với cả điều kiện kinh tế và thu nhập của chúng tôi. Mặc dù rất hy vọng vào gói cho vay ưu đãi với lãi suất 4,8% theo quy định số 486 mà Chính phủ vừa ban hành, nhưng dự án nào được vay theo diện này lại là câu hỏi chưa có lời đáp. Nó phụ thuộc vào việc doanh nghiệp đầu tư nhà ở xã hội đã thế chấp vay vốn thương mại trong quá trình phát triển dự án hay chưa. Nếu đã thế chấp mà khi bán cho người mua nhà lại chưa tiến hành giải chấp, thì người mua không thể làm thủ tục vay vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam được nữa. Đó cũng là một trong những nguồn cơn dẫn đến việc vị đại diện Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam vừa đăng đàn tuyên bố nguồn vốn cho vay nhà ở xã hội tại ngân hàng này đang ế tới 7.000 tỷ đồng, chưa có ai vay. Theo quy định của Điều 56, Luật Kinh doanh Bất động sản, chủ đầu tư muốn bán nhà hình thành trong tương lai phải có ngân hàng bảo lãnh, mà muốn ngân hàng bảo lãnh thì phải có tài sản thế chấp. Rõ ràng, câu chuyện luẩn quẩn, con kiến leo cành đa trong chính sách phát triển nhà ở xã hội đang cản trở loại hình quỹ nhà ở nhân văn này có cơ hội được mở rộng. Một lần nữa, bản tin Nhà đất và Đầu tư xin nhấn mạnh phải có quy trình riêng trong phê duyệt dự án nhà ở xã hội, đi kèm với đó phải là những ưu đãi thực chất hơn.